chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có chuyến câu đêm đầu tiên ở đập thủy điện ở gần chỗ mình nha. Thì là cái này cái đập bữa trước mình có hai cái tập câu mình câu ở đây rồi. Thì hai tập câu đó là một bữa đầu tiên là mình câu mình mắc mưa về cá mắm thì có bao nhiêu. Bữa thứ hai là đi thành công hơn, nhưng mà nó cũng chỉ có là cá bé thôi. Mà bữa đó câu thì tình cờ thấy ở quỳ chỗ gần xa phía chính giữa thì nó có cá lớn, nó quẩy rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó mình làm không có mang theo cần máy để mình câu nên không có đồ để câu nó. Thì quyết định ngày hôm nay là mình sẽ đi câu đêm, mình sẽ đánh mấy con cá lớn đấy, tại vì đánh ban đêm ấy, cá nhỏ nó ít có đi ăn, ít có phá mồi, tại vì cá nhỏ ở đây rất nhiều nó phá mồi. Đồ đạc mình có mang theo mình để đây hết rồi nha mọi người. Bên kia máy cần tây, máy cần máy để hôm nay đồ đạc ngồi màng mang theo đây. Hôm nay là nước ở đập này đang lên. Nó lên được tầm 2 bữa nay rồi. Tại vì có mưa trên đầu nguồn á, mưa trên con tôm á. Nước có theo sông nó chảy xuống thì nước nó dâng lên. Nước dâng lên nhưng cũng phải là chưa phải là cao lắm. Tại vì mỗi khi nó cao là nó ngập lên cả cái đám bạc hà luôn nè. Mình hy vọng hôm nay nước nó dâng như thế này cũng sẽ có cá nha. Mấy bữa trước thì nó nước nó thấp thì cũng có cá nhiều lắm. Bên kia là có mấy người dân họ đang cào hến bạn. Con hến là con cái tập trước mình quay cho bạn xem. Hến này nhiều lắm, đang vô mùa hến. Hồi nãy bên kia có một đồng chí kích thủ đi vòng, mình cũng lo đó. Tại vì đi mà có kích thủ đi á, mình câu được cá bị nó chích điện, nó nhát, nó chạy tùm lum à, không ăn mồi. Hôm trên đây thì có thằng em đang cũng đang câu. Bây giờ thì mình sẽ xin chào các bạn nha. Thì nãy giờ anh em mình ra cần cũng mất một thời gian khá lâu á. Ra đây là mình ra 4 cái cần máy. Mình câu lên sơ xả lên sơ dưới này nè, ra ổ rồi xả, rất mất rất nhiều thời gian luôn, 4 cần. Thì giờ xả nhiều đá là chứ chuẩn bị 3 thời gian buông đồ nghề ra cái trời tao giết liền không. Đây dưới đây mình có ra em cần bút luôn nha, cần bút mình cũng câu lên sơ luôn đấy, cần bút này mình câu lên sơ luôn đấy. Bên này thì mình có câu hai cần phao các bạn. Hai cái cần phao ấy, cái đốm sáng sáng đó nha các bạn. Đấy, cần phao của mình á. Còn bên đây bạn mình cũng ra cái đang ra cần phao này. Đấy. Ban đêm thì quay ấy, ánh sáng thiếu ánh sáng ấy, thì nó cũng hơi bất tiện xíu, hình ảnh cũng không được rõ thì mọi người xem thông cảm cho mình nha. Bên kia cái phao mà đốm sáng xanh xanh ấy là của mình nha, đốm sáng xanh xanh ấy. Đây mình phải vừa một tay quay, một tay vừa cầm đèn ấy để hỗ trợ sáng cho máy quay cho nó mới sáng được. Ở đây thì mang theo mấy cái đèn năng lượng mặt trời với cái đèn mình sạc ấy hỗ trợ câu đêm mà. Lúc chiều ở đây mình có lúc chập choạng á thì mình có câu đây được mớ cái rô. Cái đây là do lúc buổi chiều ấy thằng bạn mình nó ra cần sớm ấy, nó câu bằng cần tây. Còn mình thì lui cui dựng ba cái đồ rồi cái dựng ba cái cần vô mồi cho mấy cần câu lên sơ ấy. Không có kịp ra để quay cho bạn coi. Đây chập chọn này cá rô ăn mạnh ghê luôn. Đây còn mấy con to 3-4 tay không nè. Mấy nãy giờ là chưa có động tĩnh gì hết. Bây giờ cũng gần 7 giờ rồi. Tối rồi bây giờ mình nhóm cái bếp lửa mình nướng mấy con cá với
mấy củ lăng mang theo để ăn tối nha các bạn. Được không? Tính ra câu cá chập choạng chiều tối như vậy là cá to nhiều rồi bạn. Ít có cá nhỏ để phá mồi. Ban ngày cá nhỏ nó vào bữa ăn. Ở đây mình có chuẩn bị một cái bếp lửa. Thì bếp lửa này sẽ mình nhóm lên cái rồi xong cái mình nướng củ lan. Mình có nhờ bạn mình đi mua thêm xúc xích mà nó xa quá nó không có đi. Cái mình nướng thêm mấy con cá nữa là ăn vào bữa tối nay nha các bạn. Giờ mình nhóm lửa thôi. Đắt khâu với còn nướng nữa. Có bếp lửa giữa không gian mà xông nước bịt bùng như thế này, cái nó thứ nhất là nó làm cho mình ấm người, tạo cái nguồn năng lượng cho mình á, với lại là nó có khói này nọ kia nó đỡ mũi. Giữa không gian mà rừng rú như thế này bạn, đấy, ao hồ sông suối nước non như thế này, đấy, mịt mù mà có cái đống lửa như vậy, thế này nó rất là ấm, nó truyền nhãn tạo như cảm giác nó truyền năng lượng cho mình ấy. Nên mình ấm người. Sáng. Giờ mình chờ cho nó cháy, nó có than ấy, mình cho củ lan. Lan. Ra rừng rú mà có những cái món như thế này là cũng ngon lắm nha các bạn. Cái này mình đỡ rác. Bây giờ mình sẽ làm cá để ăn tối các bạn. Mình chuẩn bị đây bốn cái xiên rồi. Mình sẽ làm cá để mình nướng ăn tối. Ăn với củ lan. Mình lựa mấy con mà đuối đuối nhất mình làm trước. Con này đuối nhất này. Cá to, chụp trọn mà giờ cá còn cá cỡ này không nè. Rô phi mà tự ngoài tự nhiên thế này là cũng to lắm rồi nha các bạn. Mấy dòng rô phi dòng đây phải làm ruột nước nó mới ăn mới được nha, chứ không là nó hôi hôi bùng lắm. Giờ ở đây mình đã làm mần xong bốn cá nha bạn, mần xong bốn con mình nướng bỏ lên luôn rồi khỏi khỏi cánh. Giờ cá cũng đã lên bếp rồi nha các bạn. Giờ đói quá rồi. Giờ mấy giờ Hiếu? Gần 8 giờ. Gần 8 giờ rồi. Giờ này là ở nhà ăn cơm ngủ ngon, chuẩn bị ngon giấc rồi này. Ăn cơm nước xong ngon giấc. Giờ này còn bụi bờ chưa tắm rửa này. Giờ này còn nướng cá chưa ăn uống gì ở đây. Xin thông báo với các bạn đây là bộ môn chơi đầy. Đây, đồng chí đi cùng với mình đây. Ban đêm nên quay cũng thấy mặt rõ. Bóp lửa này, nướng cá này. Cá nó chín một mặt rồi nha các bạn. Thơm, mấy mùi thơm phức à. Cá đồng nướng mọi. Giờ đói quá, cái gì cũng thấy ngon. Nãy giờ mình nướng mà mình cứ chảy nước miếng hoài à. Không cho nó chín được ăn. Giờ đói quá, đói luôn. Vậy cá này thì không.
hơi bóng đêm một tí nha các bạn. Thông cảm nha, ở đây rừng rú nên củi lửa nó cũng buổi tối rồi, quơ cái gì là mình đốt cái đấy thôi. Ba cái nhánh keo bạc hà đổ nó rớt xuống nghe mình quơ đại mình vô với mấy nhánh củi người ta đi đỡ lại ít à. Mình cho hết nè. Bên này củ lan nha các bạn. Bên này củ lan nè. Bên này mình có ban nãy mình ra rửa tay mình quơ quơ bắt được con trai luôn. Trai này tính ra dễ bắt ghê luôn. Mình cho vào này nướng luôn. Thì sẵn bếp lửa ấy, mình lấy cá ra rồi mình đỡ thêm này con trai nướng tí nữa chín ăn sau. Đây mấy củ lan của mình chín hết rồi nha. Các bạn. Nhớ rồi. Em bắt ấm nước ở đây đợi tí nữa có nước sôi mình chế cà phê uống. Nơi rừng rú sông nước như thế này có cái tí bếp lửa nó cũng ấm người. Giờ nó than rồi, mình bắt nó lên, dặn nó lên. Đây bữa tối của anh em mình đây nha. Giờ cá nướng đã bày hết sẵn đây, cá nướng. Đây 4 con, củ lan 3 củ. Giờ mình mời mọi người và các bạn cùng với anh em bọn mình là ăn tối nha. Giờ cũng hơi trễ rồi. Kìa có sao dùng vậy thôi. Mời mọi người nha, mời mọi người con cá trước nha. Mời mọi người con cá nướng trước nha. Cá nướng tùy nó hơi bị cháy nhưng mà nó cháy cái vảy của nó. Mình cạo cạo là nó vẫn là thịt trắng nha. Thịt cũng trắng này ha. Thịt cá trắng ngọt. Ngọt nước nha. Chí đó. Đây nãy mình quên có đem cái chanh, đem cái chanh nữa không? Ừ, ngon quá bạn ơi. Wow. Kiểu cá nhưng mà mình nó câu xong lại là nướng liền á. Ngọt gì đâu. Mà ăn ở đây nó vừa đói mà vừa ở xong ăn liền nữa, ngon lắm. Wow. Đây mà nghĩ em chiều nhà đem thêm con trái chanh nữa. Hai đứa tranh thủ ăn cho hết để nạp năng lượng nữa có sức chiến đấu tiếp. Câu đây còn được nghe hát karaoke nữa chứ. Còn gì bạn? Số trên số thì cộng sao không được không hay đánh mà vẫn ngon hay đánh vẫn ngon ấy. Giờ còn hay già cháy quá. Mời mọi người cùng các bạn đến với món khoai lang của bọn anh em bọn mình nha. Nãy giờ wow. Chín nha, bạn ươm nha các bạn. Hết bài. Không còn gì để nói. Wow. Điện món này mà không lọ hả kì. Giờ hết cá nướng rồi tới với khoai lang. Bổ sinh tinh bột noi không lại mấy củ khoai lang này nè. Chín hết đúng không? Ngọt, ngọt lắm. Mọi người nha. Wow. Wow.
Mọi người ăn cùng khoai lang cùng anh em một mình nha. Khoai lang này bạn, chín đều, ngon ngọt. Ui. Ngon. Ngọt liếm. Đứa này khoai lang nướng ngon hay thiệt ăn hiếu. Khoai lang luộc làm sao được bằng cạnh. Ngon. Nóng hổi luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi. Và mọi người nha, uống cho nó tỉnh táo rồi lấy sức chiến đấu tiếp. Mời mọi người và các bạn cùng bọn mình uống ly cà phê nha. Uống cà phê tối. Nóng quá. Cái bàn mình mắc hơn nhiều hơn. Đã quá. Giờ buổi ban đêm thời tiết nó se se lạnh, làm ly cà phê nóng khá là đã luôn. Mời mọi người nha. Ban đêm làm ly cà phê giữa đồng phong mông quạnh đã quá. A few moments later. Giờ này cũng đã hơn 10 giờ rưỡi rồi nha các bạn. 10 giờ rưỡi. Thì bây giờ nói chung là mấy chỗ mà mấy con cái mấy anh em mình câu lân sơ này là nó móm toàn tập nha các bạn. Móm toàn tập. Bóp mình ngâm đồ ngon lành cành đào vậy mà nó không có con nào ăn hết. Mà cá dĩ ở đây rất là nhiều ầm ầm, thì mình có câu hỏi ông anh học chịu là gần đây em bảo là đây cá thác lát. Giờ anh em mình thu dọn đồ nghề về nha các bạn. Giờ này 10 giờ rưỡi 11 giờ đêm mà giờ này lò mò thu đồ về đây. Thì tính về nhà chắc cũng phải là hơn 11 giờ 12 giờ mới ngủ. Giờ gà nó gáy người ta bây giờ cũng nghỉ ngơi hết này. Giờ này mình với bạn mình lọ mọ ở đây. Giờ đây là 22 giờ 59 phút, vừa tròn tí nữa là 11 giờ đêm nha các bạn. Giờ anh em mình thu dọn đồ mất nửa tiếng hồ. Thu dọn đồ đạc hành lý này, cá mắm đồ cần kiếp đây. Thu dọn đồ để về đây. Thì trước khi mà thu dọn hành lý rồi ra khỏi đây ấy, thì anh em mình cũng không quên là dập bếp lửa nha. Tại vì đỡ nó cháy lan ra là gây nguy hiểm nha các bạn.
vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh á, nó có cháy cái vụ mà nhà ở sát kênh Tàu Hủ á, luôn cháy ghê gớm luôn. Cho nên em mày chi chơi cắm trại dã ngoài để bếp lửa, mình về bất kỳ trên thiết nào cũng phải dập lửa hết nha. Thu dọn đồ đạc, giờ là 11 giờ đúng luôn nè. Giờ là 11 giờ đúng luôn nè. Rồi. 23 giờ. Giờ anh thu dọn về về nha các bạn. Giờ mình tắt máy quay, mình phụ bạn mình siêu xe còn rồi. Trời. Bộ môn coi đây. Ôi. Thôi giờ anh em mình về nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người và các bạn trong những video tiếp theo. Giờ mình về thôi. View quá rồi.